Ok, và hello anh em. Và ngày hôm nay là mùng 3 Tết, được chưa? Mình rất cảm ơn anh em đã bỏ chút ít thời gian xem clip của mình. Và hôm nay mình không biết anh em đã nhận được nhiều lì xì chưa, nhưng hôm nay mình sẽ lì xì cho anh em một trò thuật cực kỳ hay luôn. Ok, đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu biểu diễn nhá. Ok, mình 3 Tết trở rất là đẹp, mình rất là rảnh. Mình rảnh một lúc, mình đang ngồi hướng dẫn anh em trước khi đi chúc Tết. Ở đây mình sẽ có một vài màu xanh đúng không? Để mình sẽ biểu diễn anh em nhá. Đấy, thì bây giờ một vài màu xanh được chưa? Đấy, hoàn toàn bình thường đúng không? Đấy, ok. Đấy, thì bây giờ nhá, màu xanh đúng không? Đấy, mình sẽ cho anh em check quả tải được chưa? Đấy, ok. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cháo qua một chút này. Đấy, ok. Đấy, cháo. Ok. Bây giờ mình sẽ bảo khán giả là hãy chọn một con bài bất kỳ, được chưa? Ok, chọn con bài bất kỳ. Ví dụ họ chọn con pate chẳng hạn, được chưa? Đây là hoàn toàn bất kỳ nhá, ngẫu nhiên hết, được chưa? Và bây giờ mình sẽ để ra giữa nhà, được chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ được chưa? Bây giờ nó đang ở giữa đúng không? Đấy, ok. Thì ngay từ đầu mình đã để lá màu đỏ đây trước, được chưa? Và thì bây giờ mình sẽ thử lá 10 tép nhé. Đấy, mình chỉ cần vuốt nhẹ một cái là tự nhiên lá 10 tép biến thành màu đỏ. Ok, bây giờ chúng ta hãy thử nhiều hơn một chút này. Đấy, đã biến thành màu đỏ. Và điều quan trọng nhất ấy chính là đấy, bộ bài đã biến thành màu đỏ hết. Ok, nhưng lại chỉ duy nhất hiện ra một lá màu xanh. Đó, cái điều đặc biệt lại nằm đấy cơ. Đấy, ok. Đấy, mình sẽ gom lại nha anh em nhé. Ok, thật là ảo diệu. Ok, nó chưa dừng lại đấy anh em nhé. Và anh em có nhớ con bài mà anh em chọn lúc đầu không? Đó, ok, ba tép đúng không? Ok, bây giờ nhé, mình sẽ để đây là ok, ba tép à. Chính xác, con ba tép là con duy nhất màu đỏ, màu xanh ở đây. Nhưng nhớ lá bài không? Lá bài thần kỳ này. Hút nhẹ cái. Đấy, tự nhiên nó biến thành màu đỏ luôn rồi. Đấy, và bộ bài hoàn toàn bình thường, không có một con nào màu xanh hết. Đấy, thấy chưa? Và chỉ đấy. Ok. Và làm như nào để lại làm cho này thì ok, chúng ta bắt đầu đến phần hướng dẫn nhá. Ok, và bây giờ đến phần hướng dẫn của mình. Và trước tiên các thứ bạn chuẩn bị ra trên một lá bài màu đỏ ở bên ngoài, không liên quan đến bộ bài, không liên quan tùy các bạn, thấy chưa? Lá gì cũng được. Đấy. Và tiếp theo là một hộp bài màu xanh. Đấy, một hộp bài màu xanh, thấy chưa? Và cái điểm đặc biệt hơn nữa là chúng ta cần một lá đặc biệt. Đấy, người ta gọi là lá đặc biệt. Người ta gọi là lá gáp đi. Lá này là lá màu xanh màu đỏ. Đấy, thì chúng ta phải làm được bộ bài này. Trước tiên chúng ta cần phải làm cho khán giả tưởng như là có một bài màu xanh thật, thì chúng ta sẽ điểm một bài như này trước khi diễn ra để bộ bài nhanh. Và sau đó chúng ta sẽ bảo khán giả là ok, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ lấy bộ bài này nhé. Đây là bộ bài màu xanh, chúng ta sẽ để gom vào đúng như này, đừng để lộ ra bất kỳ một hình ảnh nào. Đấy. Và ok, đây là bộ bài màu xanh đúng không? Nhân lật sang bên này luôn. Đấy, cho khán giả xem bài chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ bảo ok, bây mình sẽ cắt ra nhà, chúng ta sẽ cắt ra nhà 1 mở ra, 2 3 mở ra, 4 5 mở ra. Thì nó vẫn chỉ là một con bài thôi, vẫn chỉ là cái con gáp này. Đấy, thấy không? Các bạn đặt con gáp ở xuống đầu lên nhà. Cầm lên nha. Chúng ta thể cháo kiểu này 1 2 3 4. Đấy, thấy không? Thì nó bắt đầu cuối đúng không? Đấy, là cháo này nó bắt đầu cuối. Đấy. Thì chúng ta mở ra, họ cứ nghĩ là bộ bài nó màu xanh hết. Đấy. Nhưng thực ra nó chỉ có một con màu xanh duy nhất thôi. Đấy, ok. Đấy, thì đây, như này, màu xanh đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với diễn tiếp này. Ok, bây giờ chọn lá bất kỳ đi. Đi lá Jizu. Ok. Chúng ta sẽ pinky lá Jizu này. À, chúng ta sẽ cầm để nha. Ok. Đấy, Jizu đúng không? Được chưa? Chúng ta sẽ pinky à. Đấy, ngón út này. Đấy, chúng ta sẽ đặt lên và sau đó cho nó lên đầu, thấy không? Hiểu không? Đó, ví dụ Jizu này đúng không? Được chưa? Đặt vào. Đây, như này. Thì chúng ta sẽ cho đây con Jizu này đúng không? Thì khi chúng ta đặt pinky thế này. Đấy, thì bây giờ tạo ra cái nếp nha. Sẽ để luôn đây. Thì bây giờ con Jizu nằm dưới cùng đây rồi, trên đầu. Chúng ta con bài này. Đó, thì chúng ta đặt lên luôn. Đấy, xong. Và sau đó chúng ta sẽ diễn đơn giản thôi. Tôi có một lá bài ở đây đúng không? Có một lá bài màu, bây giờ những con bài màu xanh không? Chỉ cần nhỏ này biến thành màu đỏ. Đó, chúng ta hãy thử với ba lá, bốn lá chẳng hạn. Đấy, biến thành màu đỏ. Nhưng điều đặc biệt là đấy, chúng ta vút ra con bộ bài màu đỏ chỉ duy nhất là lá màu xanh. Nhưng lá màu xanh này chắc không phải là lá khán giả chọn đúng không? Vì lá khán giả chọn là nằm đầu tiên là con Jizu đây, đúng không? Đấy, thì chúng ta bảo ok, xanh đúng không? Chúng ta để ra ngoài trước, được chưa? Lá của bạn chọn là lá gì bạn nhớ không? Trong lúc đấy chúng ta pinky. Đấy, có nghĩa chúng ta làm dấu ngón út như này. Đấy, chúng ta sẽ để lên đây. Và chúng ta lật double lên, lật hai lá lên, được chưa? Là gì rồi không? Ok, chính xác. Khi chúng ta lật double click lên thì đồng thời cái việc là cái đổi của cái màu này sang bên này thì coi như là xong. Đấy. Khi chúng ta lật xong, chúng ta bảo biến đổi thì sẽ rất là ảo. Người hiểu không? Vì mọi người nghĩ đây là lá màu xanh, ra đây là lá màu đỏ. Đấy, ví dụ này, nha. Chúng ta thì lật khi mà chúng ta lật hai lá lên thì đồng thời cái lá màu xanh lại ngược lại thành màu đỏ đúng không? Đấy, như này thì nó sẽ tạo cái độ ảo rất là hay. Đấy, mọi người thể thấy đúng không? Đấy, thì khi như vậy xong thì biến lá này màu đỏ đúng không? Nhưng khán giả sẽ nghĩ là lá màu xanh duy nhất. Thì chúng ta chỉ việc muốn phát biến thành màu đỏ thì sẽ rất là sốc và cho khán giả kiểm tra lại bài hoàn toàn bình thường. Đấy. Ok, và hiện tại thì mình đã hướng dẫn xong cái trò thuật này. Và anh em nào nếu thích thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh cho mình nhá. Ok, và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Bye bye.